Thông tin về các hoạt động mừng Đảng mừng xuân tại các địa phương. Thanh đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa tổ chức hội diễn văn nghệ Em là mầm non của Đảng chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Hội diễn gồm 24 tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đoàn, đội, tình yêu quê hương đất nước do chính học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa biểu diễn. Dịp này, Thanh đoàn Bà Rịa trao tặng 10 suất quà Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 550.000 đồng. Ngày hội Bé Vui Xuân Giáp Thìn 2024 được trường Mầm Non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu tổ chức. Tại ngày hội, giáo viên học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia thi gói bánh chưng. Sản phẩm của phần thi này được nhà trường trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường hoặc bán gây quỹ ủng hộ Ủy ban Nhân dân phường 4, tổ chức phiên chợ không đồng cho người nghèo trên địa bàn. Hội thi Bé Vui Đón Xuân năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức. Tham gia hội thi có 14 tiết mục văn nghệ do thiếu nhi học sinh các trường trên địa bàn xã biểu diễn với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mùa xuân.